Chào mừng các bạn đến với kênh Phu Bonsai. Chúc các bạn có ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng. Hôm nay Phường Kiển, Trung Hậu, tọa lạc tại số A33 đường Dương Thị Mời, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chào với các bạn một số tác phẩm mà nhà vườn muốn giao lưu. Và qua những thước phim mộc này, nếu các bạn ưng ý em nào thì vui lòng trực tiếp gọi cho nhà vườn anh Hậu, gọi cho anh Hậu theo số là 0932 696 239. Đậm thu nhắc lại 0932 696 239 các bạn ha. Dạ vâng, anh xin mời các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại anh Hậu quen thuộc của vườn Kiển Trung Hậu để Hậu báo cáo thông số cũng như là báo giá từng tác phẩm một để cho các bạn có sự lựa chọn. Rồi Hậu ơi, Hậu à. Rồi em đây luôn Năm ơi. Rồi chào Hậu. Rồi em cũng xin chào anh Năm nha Năm. Chào tất cả các anh em mình hết nha. Chúc các anh em một ngày đầu tuần vui vẻ và đầm ấm bên gia đình ha. Hôm nay thứ hai mình chào lại cái clip tầm trung trung về hàng mini để bàn đồ được á. Clip này nó cũng chắc cũng nhiều loại cây. Clip này thì mình có bao ship nha anh em. Tức là giờ mình nói lại cái địa chỉ mình cũng như cái hình thức kinh doanh để cho anh em mình nắm rõ ha. Địa chỉ mình là A33, nằm trên đường là Dương Thị Mười, phường thì Tân Thế Hiệp, quận 12. Số điện thoại của mình là 0932 696 239. Hình thức mình kinh doanh là clip này là mình bao ship toàn quốc, và chậu sao mình giao vậy luôn, không có rút chậu ra, một giá một rồi về tới anh em mình luôn nha. Là anh em nào chốt cái nào rồi thì chỉ phản mình trước 50%, còn 50 là bên nhà ship nó thu hộ về cho mình. Rồi anh em nào mà xem trên ống kính mà thấy cây nào vừa ý á thì cứ chụp hình gửi qua mình. Nay là nay là vườn Trung Hậu đầu tư rất là nhiều cái tầm bonsai, cái tầm trung với cái tầm bonsai để bàn rất là nhiều cây nha các bạn. Rồi cái ba clip này mình có 26 cây mình để sẵn trong nhà hai bên trong. Còn cái clip này thì mình quay lên trên này rồi, để anh em có thấy cây nào cũng cây thì chụp hình đó mình báo giá cây đó không. Giờ mình mời hết mấy anh em mình vô công. Rồi, xin mời các bạn chúng ta bước vào vào phía bên trong để được Hậu chia sẻ báo giá từng cây một để cho các bạn có sự lựa chọn. Nếu các bạn mà những cái cây mà được chào giá mà các bạn không thích thì các bạn có thể là gọi cho anh Hậu báo là mình thích cho cây cái dạng gì, kiểu làm sao, giá tiền bao nhiêu, cái tầm bao nhiêu thì Hậu sẽ tìm những cái dòng cây đó để phục vụ cho các bạn nha các bạn ha. Rồi, vâng, xin mời các bạn. Rất là hoành tráng luôn, hôm nay đầu tư dữ dội. Đó là clip hầm 3 tầng trung trung mà mini để bên đây nữa nè anh ha. Đó, bây giờ lên chạy mình để vô. Dữ dội luôn ha. Đây cái đợt hàng này là 26 cây, biết 26 cây là mình để sẵn. Mình giá và bỏ thông số từng em. Rồi giờ mà hết mấy nay mình vô trong ha. Rồi, vô trong đây, chúng ta làm việc thôi. Vô trong mình làm việc từng ngang ha. Rồi clip này coi như là mình bao ship nha. Và chậu sao mình cũng để vậy luôn nha anh em. Rồi cây số 1 là một em linh sam bông tím luôn ha. Siêu bông luôn, là bông nụ đồ quá trời luôn ha. Không còn đeo kẽm luôn nha. Đó. Để đánh đồ cũng được. Ok luôn ha. Rồi bây giờ mình đo thông số luôn nha anh em. Rồi dòng eo của nó là nha 24. Tán rộng của nó là 65. Và chiều cao của nó là 39. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi cái này chào giá là 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu nha. Linh sam. Linh sam bông tím luôn nha. 3,5 triệu mã số 1. Cái lô chào giá vào ngày thứ hai được bao ship toàn quốc ha. Đúng không Hậu? Dạ đúng anh ạ. Bao ship toàn quốc, các bạn mua một cây cũng được bao ship. Và đồng thời chuyển đi nguyên bộ combo này. Chậu sao mình cũng giao trên vậy luôn ha. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem ha. Rồi mình xuống mã số 1 luôn nha anh em. Mã số 2 là một em mai chân thủy lắp trung nu nha anh em. Chậu sao mình giao vậy luôn nha anh em. Rồi dòng neo của nó đây. Dòng neo của nó là 15. Tán rộng của nó là 62. Và chiều cao của nó là 27.
À, cái này để cái tượng đây nữa là chơi là để cho bàn ok ha anh em. Rồi chào giá là 1,5 triệu thôi nha anh em. 1,5 triệu nha anh em. Mang mã số 2. Số 2 là 1,5 triệu nha anh em. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha. 1,5 triệu nha anh em. Rồi xuống mã số 2. Mã số 3 là một em hải châu nha. À, để đấm được. Đây này cái một cốt mà hai thân luôn nha, lùng luôn nha, có duyên luôn nha. Đây, đây mình xin đo thông số luôn nha. Đây, dòng eo của nó là 29, tán rộng là 37, chiều cao là 24. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Cây này nó về lượt trở lại cái vô cái chậu đẹp luôn nha. Ok, chào giá là 1,000,000 thôi nha anh em. 1,000,000 thôi nha anh em. 1,000,000. 1,000,000 thôi nha. Rồi xuống mã số. 1,000,000 này mang mã số 3. Số 3 là 1,000,000 nha anh em. Rồi xuống mã số 3 luôn. Lên mã số 4 nha anh em. Mã số 4 nó là một cây mua của nó là hai cái tông. À, đây. Cùng là hán. Cùng là hán luôn, hai cây luôn. À. Chậu sao giao vậy luôn. Bao ship về tới anh em mình nha. Một cây ba và một cây trực luôn nha. Thân nó bằng ngón tay nha anh em. Khỏi đôi cái thân đi. Tán rộng của nó là 54. Và chiều cao của nó là 34. Tán rộng của nó là 37 và chiều cao nó là 58. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi trong mua này chào giá là 1,000,000 luôn nha anh em. Chỉ có 1,000,000 thôi nha. 1,000,000. Hai cây luôn, bao ship về tới anh em mình luôn nha. 1,000,000 thôi nha anh em. 1,000,000 nha anh em. Mang mã số. Số 4. Mã số 4. Quay dầm nữa cho anh em mình xem nha. Xuống mã số 4 lên mã số 5 luôn nha anh em. Đây, mã số 5 là một em linh sam. Cái này ha. Dạ ha, móc meo đồ nó lên nó đóng rong luôn ha. Đó, quay một dầm nữa cho anh em mình ha. Chậu sao mình để vậy luôn nha. Đấy, đấm đồ cũng là khá là ok luôn nha. Rồi xin đo thông số luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 21. Này bông tím nha anh em. Tán rộng là 77. Chiều cao của nó là 30. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi, cây này chào giá là 3,000,000 thôi nha anh em. 3,000,000 mang mã số 5. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 5 luôn nha anh em. Mã số 6 cũng linh sam luôn nha. Nhắn đổ luôn ha. Già luôn quái luôn ha. Rồi đo thông số luôn nha anh em. Rồi, dòng eo của nó là 19. Tán rộng là 55. Chiều cao là 31. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem luôn nha. Rồi, cây này chào giá là 2,5 triệu thôi nha anh em. 2,5 triệu thôi nha. 2,5 triệu. 2,5 triệu. Mang mã số 6. Số 6. 2,5 triệu nha anh em. Hàng này có bao ship luôn nha. Giờ chậu sao mình giao vậy luôn nha. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha.
Rồi xuống mã số 6 luôn. Mã số 7 luôn. Cũng lại là một em linh sam bông tím, hàng riêng không ghép luôn anh em. Rồi, dòng eo của nó là 21. Ấn độ nó là 57. À, chiều cao từ cái đọt này mà đổ xuống cái thân của nó nè là 19. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi chào giá cũng là 2,5 triệu thôi nha anh em. 2,5 triệu nha. Mang mã số 7. Số 7. Hai triệu rưỡi nha anh em. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 7 lên mã số 8 luôn nha anh em. Rồi mã số 8 là một em linh sam, hàng mini nha, nhỏ luôn nha, đế đồ cũng được luôn nha. Rồi mình đo thông số luôn nha. Rồi dòng eo của nó là 11, tán rộng của nó là 33 và chiều cao của nó là 17. Cái này lùng luôn nha. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi cây này chào giá là 800 ngàn thôi nha anh em. Rồi 800 ngàn cây này để bàn mà tới hồi ra bông tím riệm luôn nha. 800 thôi nha anh em. Mang mã số 8. Rồi quay một vòng vậy cho anh em mình xem nha. Rồi mình xuống mã số 8 lên mã số 9 luôn nha anh em. Mã số 9 là hai cây hồng ngọc nha. Đang ra bông không? Quá trời luôn không? Đây cũng vậy không? Combo của nó là hai cây vậy nha anh em. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Combo của nó luôn nha. Hồng ngọc mai đang thời kỳ ra bông luôn nha. Rồi mình cũng đo thông số luôn nha. Dòng eo nó mình đo ngay đây nha. Dòng eo của nó là 11. Bây giờ mình đo tán rộng của nó là 35 và chiều cao của nó là 45. Thằng này dòng eo của nó là số 6. Tán rộng của nó là 29 và chiều cao của nó là 39. Rồi một combo này mình chào giá là 1 triệu thôi nha anh em. 1 triệu. 1 triệu này nha. Bao ship về tới anh em mình luôn. Rồi có 2 cây. 2 cây và chậu sao giao vậy luôn. Về tới anh em mình chỉ có 1 triệu thôi, về tới nhà là nó nở bông ra. Màu hồng đẹp luôn. Rồi chào giá là 1 triệu. Mang mã số 9. Số 9. Rồi xuống mã số 9 lên mã số 10 luôn nha anh em. Rồi tới nữa là một em sam trái. Ủa, sam trái. Trái quá trời. Rồi, trái nó lắc lư luôn ha. Trái quá trời. Các bạn đang cho mùa trái nè. Mùa trái nè ha, mà nu luôn nha. Hàng này hàng khai thác nha chứ không phải là hàng nuôi nha anh em. Quá trời trắng. Trái nó đang thời kỳ đó là ba trái nhiều nha. Trái đang cây già cây luôn nha, về tháo kẽm đồ ra hết luôn là được rồi nha. Rồi xin đo thông số luôn nha, có cây tử cũng rất có duyên. Rồi dòng heo nó mình đo ngay đây nha, dòng heo của nó là số 10. Tán rộng của nó là 53. Rồi chiều cao của nó là 80. Cây đẹp nè. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Cứ từ từ, quay từ từ. Cứ quay từ từ cho anh. Cây này dáng văn nhân rất đẹp luôn. À, văn nhân. Đặc lượng luôn và nu luôn. Văn nhân mà có cây tử nữa. Có cây tử nữa. Rồi cây này chào giá là 9 triệu thôi nha anh em. Toàn cái trái không? Rất là nhiều trái nè. Trái đầy luôn. Trời. 9 triệu nha anh em. Cứ từ từ quay. Cho các bạn xem từ xa.
9 triệu nha anh em, mang mã số 10. Số 10 9 triệu nha anh em. Chín triệu. Rồi quay một vòng lại cho anh em mình xem cho kỹ nha. Rồi mình xuống mã số 10 luôn nha anh em. Đây tử luôn. Rồi xin mời em khác. Rồi tới em 11 là một cây mai chuẩn thị lớn lớn nha anh em. Mẫu nè, cái này tại mình đang nuôi nha anh em. Đang nuôi chi cho nó bự nha. Để đóng đồ ok luôn nha. Ok nha anh em. Rồi giờ mình đo con số luôn nha. Dòng heo đó mình đo ngay đây nha. Dòng heo của nó là 27. À, tán đổ của nó là 58. Chiều cao nó là 25. Rồi cây này quay một vòng cho anh em mình xem nha. Cây này chào giá là 12 triệu nha anh em. 12 triệu. 12 triệu thôi nha. Mang mã số 11. 12 triệu nha anh em. Rồi quay một vòng lại cho anh em mình xem cực kỹ nha. Rồi nguyên cây hậu. Nguyên cây nha. Cho bạn xem cái chi dòng. Xem bàn ha. Các bạn thấy kỹ bên trong. Rồi coi đế luôn ha. Mai đèn lá lớn. Mai đèn lá lớn luôn. Rồi quay một vòng lại cho anh em mình xem cực kỹ nha. Rồi xuống mã số 11 này lên mã số 12 là một em vừa đọt đỏ luôn nha. Ôm cục đá này nha. Cây đá. Bây giờ cây đá này là mình giờ mình đo cái dòng eo của cái cây này nha. Dòng eo của cái cây này là 12. Tán đổ nó ra là 45. Cao của nó là 25. Rồi quay một vòng về cho anh em mình xem nha. Cái này về nâng lên nó là ôm này ôm rễ rồi nha. Lắp co luôn rồi nha. Rồi chào giá là 1 triệu thôi nha anh em. 1 triệu thôi nha. Mang mã số 12 là 1 triệu nha anh em. Vừa đọc đỏ luôn nha. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 12 lên mã số 13 luôn. 13. Đây, mã số 13 là một em mai chứng thủy. Quán quý luôn nha. Trời ơi, đế đóng rồi. Điều luôn nha. Chi tay còn rõ ràng luôn nha. Thành đầu bự luôn nha. Đấy là luôn ha. Và bộ sao giao vậy luôn nha nè. Về tới anh em mình xài nha. Bao ship luôn nha. Rồi, dòng eo nó mình đo ngay đây nha. Dòng eo của nó là 29. Tán rộng của nó là 76. Giờ chiều cao của nó là 60. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi, cây này chào giá là 3 triệu nha anh em. 3 triệu nha. Mang mã số 13. Là 3 triệu nha anh em. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 13 lên mã số 14 luôn nha anh em. 14 là một em linh sam. À 86, cây riêng không ghép luôn nha anh em. Cây riêng không ghép nha. Cái đấm đồ nằm chậu cũng là khá già luôn nha anh em. Rồi dòng eo của nó là 11. Tán rộng là 47. Và chiều cao của nó là 44. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi chào giá là 700 ngàn thôi nha anh em.
700 ngàn nha. Đó, 700 ngàn. Mang mã số 14 là 700 ngàn nha anh em. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 14, lên mã số 15, một em Hải Châu luôn nha. Rồi, có chi đồ bự ha, đế đấm nè, đế nè, thấy không? Về cái có mâm rồi là ngang, mà tại vì nó lên như vậy âm tầm quá mà cắt nó không cắt, chứ mà cắt gọn một cái nữa là ok nè. Bỏ mấy lùm tùm này ra nè, tại mau giờ lên quên nè nó, thấy không? Có chi uống nè, nén uống nè, không chi hồi lại nè, không cái này nó mọc trong thanh, không giờ cắt nữa hết thời gian. Rồi giờ mình đo luôn cho anh em mình xem nha. Rồi coi nó kìa. Rồi dòng eo của nó là 34, tán lộng của nó là 46, giờ chiều cao của nó là 28. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi cây này chào giá là 1 triệu thôi nha anh em, chỉ có 1 triệu thôi nha. Mang mã số 15, 1 triệu nha anh em. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 15 luôn nha anh em. Rồi lên nữa là một em sâm núi, sâm này sâm bông nha anh em, chuyền tay đầu gà luôn nha, sâm bông nha anh em. Rồi bây giờ cái cốt cái này nó chằng chằng ha, giờ mình đo cái quành eo với cái cốt này cho họ khỏi đi. Cái này một góc hay hai góc? Một cốt một và một góc một nè. Góc một à, chứ à, một các góc bạn xem kỹ ha, cây tử. À. Này lên cây tử ở đây nè. À, cây tử mà nếu mà nằm trong một bể thì nó mới có giá. Nè, nếu, nè, mà nó, cây, nếu mà cây ghép thì không có giá. Đó, bây giờ mặt tiền của nó là nó thấy á, dòng eo của nó là 12. Xem kỹ là những cái dòng mà những cái dòng cây mà có cây tử mọc các bạn chú ý ha. Đây, tán rộng của nó là 55, chiều cao là 64. Cây này là cây khai thác nha nè, già luôn ha, không còn xẻm luôn ha. Mẹ nói một cốt nó thấy rõ ràng không? Mẹ cái thân ở dưới này nữa, mình ta nắm ngón tay không hết, nó này phải 20 mấy á. Rồi, chào giá là 5 triệu rưỡi thôi nha anh em, 5 triệu rưỡi thôi nha. 5 triệu rưỡi hả? 5 triệu rưỡi thôi. Chị mạnh 5 nghe 5 tỷ rưỡi. 5 triệu rưỡi thôi nha. 5 triệu rưỡi nha các bạn. 5 triệu rưỡi nha anh em. Triệu tiếng lóng nó kêu bằng gì hả? Cái gì năm? Tiếng lóng triệu nó kêu bằng gì? Chai là triệu, là triệu. Chai là triệu. Chai là triệu. Còn tỏi là tỷ hả? Tỏi là tỷ. Tỏi là tỷ. Giờ mình kêu triệu thôi, mình chưa có cây nào tỷ mình biết như đó à. Rồi mang mã số 6. Số 6 hả? 16. Thằng K là ngàn không? Có nhiều dường. K là 100 ngàn thôi. Hàng ngàn ngàn thôi. Rồi xuống. Có dường họ báo toàn tiếng lóng không à? Tao nói chờ báo tiếng lóng đâu, có như gặp tiếng lóng là sao? Không có người tao biết. Có người cũng rành như em mà nhiều khi tiếng lóng không rành mấy nữa. Có nhiều người cái dường là họ là báo những cái tiếng lóng, cái từ lóng. Báo trực tiếp ha. Rồi tới nữa là một em Linh Sam, bông tím hàng riêng không ghép, dòng eo 21. Rồi tán rộng của nó hả? Tao tán rộng của nó hả? Đây, tán rộng của nó là 66, chiều cao của nó 34. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem luôn. Cái này già chát luôn. Và chào giá là 1.8 triệu thôi nha anh em. 1.8 triệu. 1.8 triệu thôi nha. Mang mã số 17. 17 là 1.8 triệu nha anh em. Rồi quay một vòng về cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 17, lên mã số 18 luôn nha anh em. Rồi lên luôn nè. Rồi 18 là cái mai lá tứ hả? 18 đây là một cây lá tứ luôn. Lá tứ, à, lá tứ ít gặp ha, góc bự lắm mà nó bự như vậy, nu như vậy luôn nè. À mai lá tứ. Thấy không? Đó, lá tứ nó nè. Bẻ lá tứ nó khó bẻ lắm anh không? Lá tứ nó giòn hả? Giòn, giòn lắm nè. Lá tứ giòn hơn kim giòn nữa. Lá tứ với kim giòn nó giòn ha. À, kim giòn nó giòn còn dễ bẻ hơn. Rồi làm sao mà phân nè. Làm sao phân biệt được kim giòn với lá tứ? Này nè, cái cọng lá nó ra bốn góc nè.
thấy không? Cho các bạn xem bốn góc nè. À, nếu các còn bạn thằng kia nó ra hai nhánh tỉa là các bạn mà có thích chơi về cái dòng mai chiếu thủy là sưu tầm các loại thì các bạn thấy không? Ở đây là cái dòng mai lá tứ nè. Lúc nào nó bốn góc nó đều hết. Nó đối xứng. Nó đối xứng. Nó đối xứng là bốn góc rồi mai lá tứ. Còn kim giòn thì nó bố trí theo zig zag như xương cá thôi. Như xương cá zig zag zig zag là xương cá. Còn mai lá tứ nè nó bố trí nè. Mai lá tứ này thì nó giòn hơn cá kim giòn. Đúng rồi. Nó hơi cực lắm. Còn tức cây kim thanh mai thì nó sao? Kim thanh mai thì lá nó xanh. Mai lá nó xanh ha. Xanh. Nó xanh hơn mà nó lúc lá thì nó không khít bằng thằng này. Nó không khít lá. Nhưng mà nó khít hơn cái thằng là lá trung. Nhưng mà cái lá lúc nào cũng màu xanh. Các bạn thấy nếu mà chơi cái dòng mai chú thủy thì nó có rất là nhiều ha. Đến bây giờ thì tôi thì cũng chưa biết hết rồi. Mình đo thông số luôn nha anh. Đây là cây dòng mai lá tứ. Nè, lá tứ mà nó nung như vậy nè. Dòng heo đó mình đo ngay đây nha. Dòng heo của nó là 26. Tán rộng của nó là 57. Và chiều cao của nó là 74. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha. Cây này chào giá là 2,5 triệu thôi nha anh em. 2,5 triệu gốc to như thế này đây. Mà có cả bẻ tạc rớt như vậy là nó cực lắm á. Cái này dán dán văn nhân. Văn nhân luôn. Rồi mà không có cây tử nha, này muốn làm cây tử này đây nè. Lên nè, nó cây tử thì muốn cây tử thì nuôi lên. Rồi mang mã số 18. 2,5 triệu nha anh em. Quay một vòng nữa cho anh em mình xem ha. Rồi mình xuống mã số 18 lên mã số 19 luôn nha anh em. Mà chưa thử lá tứ. Rồi tới nữa là một em linh tam bông tím luôn nha. Hàng riêng không ghép luôn. Chậu sao giao vậy luôn nha. Hàng có bao ship luôn. Chậu hơi bị rạn. Chậu này bị nứt. Nói lại nha. Chứ hàng riêng không có nha. Đây nó rạn nứt đây. Rạn nứt đây nó nứt nhiều nhưng mà nói lại nha. Của nó nứt mình nói lại. Cái chậu sao giao vậy. Dòng eo của nó là 22. Tán rộng nó là 67. Chiều cao của nó là 29. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi, cây này chào giá là 2,7 triệu nha anh em. 2,7 triệu. 2,7 triệu nha. Mang mã số 19. 2,7 triệu nha. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 19 luôn nha. Rồi lên mã số 20 là một em gừa độc đỏ luôn nha anh em. Rồi mình đo cái dòng heo của nó luôn nha. Dòng heo của nó là số 9. Tán rộng của nó là 43. Và chiều cao của nó là 26. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi cây này chào giá là 700.000 nha anh em. 700.000. Mang mã số 20 là 700.000 nha anh em. Rồi xuống mã số 20 lên mã số 21 luôn nha. 21 là một em lính xám bông tím luôn. Đang ra bông quá trời luôn nha. Cây này về tết em là ra bông ok luôn nha. Mình xin đo thông số luôn nha anh em. Rồi, dòng heo của nó là 22. Tán rộng của nó là 66. Và chiều cao của nó là 25. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Nó đang ra bông quá trời luôn nha. Rồi, chào giá là 3 triệu thôi nha anh em. 3 triệu nha. Rồi mang mã số 21. 3 triệu nha anh em. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 21 luôn nha. Trên mã số 22
22 là một em linh san. À, bông tím luôn nha, đó, đang là bông luôn nha. Tím liệm nha. Lượt mâm lượt đồ gọn gàng luôn nha. Đế đồ điều luôn nha. Đó, về tới anh em là thao bông mê luôn ha. Rồi, mình xin đo tổng số luôn nha anh em. Dòng heo của nó là 24. Tán rộng là 93. Chiều cao của nó là 46. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Cái này chào giá là 5 triệu nha anh em. 5 triệu. 5 triệu. Để đấm đầu cũng đều. Đi tay đầu cũng ok. 5 lượt đầu cũng được. Rồi mang mã số 22 và 5 triệu nha anh em. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 22 lên mã số 23 luôn nha anh em. Rồi mã số 23 là cũng là linh sạp. Linh sạp bông tím luôn nha anh em. À riêng không ghép luôn. Chậu sao giao vậy luôn nha anh em. Rồi dòng heo nó mình đo ngay đây nha. Dòng heo nó ngay chỗ đó là 22. Tán rộng của nó là 66. Chiều cao của nó là 51. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi, cây này chào giá là 3 triệu thôi nha anh em. 3 triệu thôi nha. 3 triệu. Mang mã số 23. 3 triệu nha anh em. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Xuống mã số 23 dành lên mã số 24 tiếp tục nha anh em. Hai mươi bốn là một em hải châu nha. Hải châu này nó tầm hơi nghiêng rồi nha, lâu ngày nó đứng lên rồi nè. Để con chỉnh đó, lại đó, chỉnh luôn nó vậy cho anh em mình dễ coi nè ha. Nó ngay không? Một cốt hai thân. Một cốt nha, lên hai thân. Dặn với nhau luôn. À đó, nó dặn với nhau luôn nha. Bỏ con kẽm này ra đi, nó cũng ngã rồi. Giờ các bạn chỉnh cây rồi. À, chỉnh cây lại ngay là vô cái chậu đẹp một chút nha. Rồi dòng heo của nó là 20. Và tán rộng của nó là 48. Và chiều cao của nó là 63. Hải châu lá nhỏ. Hải châu lá nhỏ luôn nha. Về tới anh em mình là nó ra trái ra bông rồi đó ok rồi đó. À, hai cây nó lắc lượng nhau nha. Hải châu luôn nè. Hải châu như nổi tiếng là của bên sông Cầu hả? Hải châu sông Cầu là nó nổi tiếng nhất. À, Hải châu sông Cầu. Rồi, chào giá là 1 triệu 2 thôi nha anh em. Còn Hải châu sông Sài Gòn có giá không? Không, không bằng. Không bằng. Mang mã số 24 là 1 triệu 2 nha anh em. Sông Cầu là nó dễ đầu cái. Hải châu nó cũng tùy giống ha, có giống nó nhiều, nó cũng nhiều như ma chúng thủy mình á. Có giống nó không có khó đầu trái lắm. Đúng rồi, mà có cái gai không, có cái không có gai. Có cái không có gai. À. Rồi, xuống mã số 24. Lá nhỏ nó cũng nhiều loại, nhỏ búp sen là đẹp ha. Đúng rồi. Nhỏ búp sen đẹp. Mã số 25. Cũng là cây mai chúng thủy, ô lộn linh sam luôn nha anh. Linh sam. Bông tím luôn. Hàng liên không ghép luôn. Rồi, dòng eo của nó là 18. Tán rộng của nó là 59. Về chiều cao của nó là 29. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi cây này chào giá là 2 triệu 3 thôi nha anh em. 2 triệu 3 thôi nha. 2 triệu 3. Mang mã số 25. Là 25. 2 triệu 3. Rồi quay một vòng nữa cho anh em mình xem nha. Rồi xuống mã số 25 lên mã số 26 luôn nha anh em.
Rồi, 26 cũng là kết thúc luôn cái clip này nha anh em. Cuối cùng là em mang mã số 26 là một cây bông trang. Trang. Bông tím sen. Tím sen. Này một cốt luôn nha anh em. Cốt cốt rất là to. Riêng không ghép luôn nha. Cho các bạn xem cái gốc ha. Những cái bông trang gốc càng càng lớn như thế này thì nó càng hiếm dần đi. Một cốt luôn nha, đó đang ra bông luôn nha anh em. Đang đang nụ quá trời nụ tím sen. Mình xin đo thông số luôn nha anh em. Tím sen thì nó hơi sậm hơn không phải. Tím sen thì nó sậm hơn. Dòng e đó mình đo ngay đây nha anh em. Dòng e của nó là 25. 25. Cốt 25. Tán rậm của nó là 88. Và chiều cao của nó là 50. Rồi quay một vòng cho anh em mình xem nha. Rồi cây này chào giá là 3.7 triệu thôi nha anh em. 3.7 triệu. 3.7 triệu thôi nha. Cốt rất là cũng to. Cũng là kết thúc luôn clip này nha anh em. Hàng riêng. Hàng riêng không ghép luôn nha. Số 26. 3.7 triệu. 3.7 triệu. 3.7 triệu. Cây số 26. Cây bọc trang màu tím sen mang mã số 26. Cũng là kết thúc cái lô hàng báo giá vào ngày thứ hai, ngày 27 tháng 6 2022. Mình cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Rồi Hậu ơi, chúng ta cũng phải chào khách thôi em. Rồi em cũng xin chào anh Năm luôn nha. Năm chào tất cả các anh em mình hết nha. Chúc các anh em một ngày đầu tuần vui vẻ và đầm ấm bên gia đình ha. Rồi mình cũng mong các anh em mình nó ủng hộ cho nhà vườn Trung Hậu nha. Nhà vườn Trung Hậu cảm ơn mấy anh em mình rất nhiều. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.